nói. Rồi giờ đang lên đó, cấp mình đang lên cấp treo đỉnh bà Tây Ninh nha. 410.000 một vé khứ hồi lên xuống, lên đỉnh 400, lên đỉnh 401 là luôn vé vô cổng, còn đỉnh không có 10.000, đỉnh không là 400. Bây giờ đang lên cấp, bây giờ 4 giờ đó cả nhà, xe 5 giờ đó. Rồi 5 giờ rồi người ta cho đi tới 8-9 giờ là xuống, là bắt đầu mình mới đi ra Vũng Tàu đó. Bên là thứ bảy nè, bảy mà giờ họ còn đi đông lắm á cả nhà. Rồi mình đi, bây giờ người ta đi đại đát vậy mình hãy đi đi, tại người ta cho tới 8:30 mới xuống mà, 8:30 tối tha hồ mà đi. Bãi xe ngoài đó nè, bây giờ mình bãi xe rồi, không có chỗ luôn á. Bãi xe bây giờ lên tới đây là đó, bãi xe đó, thấy xe chút không hết, xe hơi sao đó tí lên. Nói đây là điện bà Tây Ninh ù tai kìa, ù chưa nào, lấy nước uống nè, tao lấy nước uống là hả, nào uống đi, à uống nước đi. À, cả nhà thấy không, đi cáp treo. Cả nhà anh ấy đã đổi sắc màu, hồi nãy sắc đen giờ sắc đỏ, còn tôi vẫn còn sắc này, sắc màu. À, đẹp không cả nhà, lên đỉnh quay xuống rất là đẹp nha. Chiều đi vắng nè, với lại tháng này tháng 2 đi cũng vắng hơn, tháng giêng đông lắm mà. Tôi để cho tháng 2 và tôi mới đi. À, hôm nay là ngày 14 tháng 2 ha, ngày mai là ngày 15 rằm. Cáp treo Tây Ninh lên núi Điện Bà, lên đỉnh núi Tây Bổ Đà Sơn. Hay quá, tên cũng đẹp rồi nè. Ồ, khác hẳn rồi. Mới đó anh ấy đã bắn y vô quẩn. Đi này là chỉ có hai chồng thôi là. À, một cái thùng cáp này của mình hai chồng thôi. Thấy không? Thấy không? Báo tôi thầu hết rồi. Mấy cái là tại mình đi nhiều á. Chứ buổi sáng là tao nói đông dữ lắm. Bữa nay thứ bảy chủ nhật cũng đông là cả nhà. Tới giờ là còn hết. Là... Ở dưới cũng còn đông lắm á, ở dưới đông, ở dưới cũng còn đông đó, mà nhiều người thì người ta đi, nhiều người không thôi. Rồi mời cả nhà mình đi, đi chùa nha, cũng chùa nha, chùa Tây Ninh. Mời cả nhà lên bà Tây Bổ Đà Sơn. Chào cả nhà mình nha, mời đi chung với mình nhé.